Vâng, chúng tôi cửa hàng nội thất ô tô Thuận Ý xin trân trọng giới thiệu, đây là chiếc Xpander Cross đầu tiên tại khu vực miền Trung, nâng cấp camera 360 độ. Thì đây là cái camera đằng trước của bộ camera 360 độ Oris, thì đây là phiên bản full option. Thì ngoài ra đây là cái camera hông bên tài phụ đó, và trước mắt chúng ta đây là phim cách nhiệt fixed flat ánh tím, thì nó sẽ đổi màu theo góc nhìn. Thì ở ngoài nhìn vào rất là khó thấy tùy theo góc độ nha, nhưng mà ở trong nhìn ra rất là trong suốt. Vâng, thì cái loại phim này cái độ cách nhiệt lên đến 93%, rất là mát và rất là chất lượng. Thì nó sẽ chống chói gần như là tuyệt đối luôn nha quý vị và các bạn. Thì ở dưới này có một bộ cảm biến áp suất lốp dành riêng cho dòng xe Xpander, và sau đây chúng ta sẽ tiến hành bước lên xe và trải nghiệm cái xe này. Thì ở ngoài đây thì có bộ về che mưa thôi, đơn giản. Cái này là phần inox để không bị trầy tróc. Rồi đây là cái bộ cảm biến áp suất lốp, thì hiện tại 4 cái lốp đang là 2.6 nha quý vị và các bạn. Cái này thì để mà đi mà chuẩn hơn thì chúng ta nên bơm khoảng 2.3 thôi. Và đây là cái bộ camera 360 độ. Vâng, đây là bộ camera 360 độ Oris, một thương hiệu Việt Nam, một startup. Và chúng ta là vì xe này là có cân bằng điện tử nha quý vị và các bạn, nên nó sẽ xuất hiện cái vệt chuyển hướng theo vô lăng, nó sẽ cho chúng ta biết được cái vệt bánh xe này tương tự đó, rất là hay. Thì khi mà chúng ta đá xi nhan qua một bên sẽ xuất hiện cái vạch vàng cách thân xe là 30 cm nhé. Giờ chúng ta có thể là lưu lại này để coi này, chuẩn xác hay không nha quý vị và các bạn. Đó, tấm bạc và thân xe. Vâng, bây giờ chúng ta có thể xem này. Vâng, cái thân xe và cái tấm bạc là vào khoảng 30 đến 35. Vâng, một tính năng rất là an toàn. Thì cũng cảm ơn quý khách đã luôn tin tưởng ủng hộ dịch vụ tại cửa hàng Thuận Ý chúng tôi. Thì đây là camera 360 độ Oris dành cho chiếc Mitsubishi Xpander Cross. Vâng, rất là chuẩn xác. Vâng, thì ngoài ra chiếc xe này còn có một cái, đó chính là cái cam hành trình D20 của Vietmap. Thì cái cam này có một cái đặc tính cũng rất là hay, đó chính là dẫn đường cảnh báo tốc độ. Vâng, và chúng ta sẽ tiến hành bước vào. Vâng, và để trải nghiệm dịch vụ về làm xe, mời quý khách đến cửa hàng Thuận Ý tại số 408 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Trân trọng cảm ơn.